FIFA Online Streamer Battle, giải đấu và game show đáng mong đợi nhất trong năm, dành riêng cho các streamer của FIFA Online 4. Lần đầu tiên xuất hiện với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng. Cùng với sự góp mặt của là streamer influencer đình đám của FIFA Online 4, Vinh Dầu, Vodka Quang, Luân BK, Cảm Bóng Đá, Hiếu Hà Cumen, Thanh Hòa, IB Robots, Bình Bè, Ninh DZ. Lịch trình hấp dẫn với nhiều giai đoạn thú vị diễn ra trong suốt tháng 12. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua sự kiện đồng hành cực hấp dẫn, vote cho streamer yêu thích và săn mùa thẻ mới Multi League Champions miễn phí mỗi ngày từ ngày 8 tháng 12 tới 27 tháng 12 2020 tại streamer.edo4.garena.vn. Hãy sẵn sàng đón xem Streamer Battle Love for the Stream, Win for the Team diễn ra trong suốt tháng 12 trực tiếp tại các kênh của EA Sports FIFA Online 4 Việt Nam